Chào mừng các bạn đã quay trở lại với G-Music. Ở video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa thiết bị receiver trên phần mềm ứng dụng AWD Smart Access của hãng Sennheiser. Để xóa thiết bị receiver, trong phần mềm ứng dụng, chúng ta sẽ chọn vô cái mục thiết bị muốn xóa. Ví dụ bây giờ mình sẽ xóa thiết bị receiver của ca sĩ A. Chúng ta sẽ bấm vô cái thiết bị đó. Sau khi bấm vô thiết bị đó thì chúng ta sẽ chọn vô mục Advanced Setting và chúng ta sẽ bấm vô mục Forget Device và chúng ta bấm Forget, tức là quên nó đi. Vậy là chúng ta đã xóa thiết bị trên phần mềm ứng dụng rồi. Và ở hai thiết bị còn lại hoặc là những thiết bị tương tự, các bạn cũng làm tương tự nha các bạn. Chúng ta sẽ vô phần Advanced Setting, Forget Device, Advanced Setting, Forget Device. Và chúng ta đã xóa hẳn cái thiết bị receiver trên phần mềm ứng dụng. Và chúng ta còn một bước nữa để hoàn tất cái việc xóa thiết bị này. Đó chính là chúng ta sẽ phải truy cập vào phần Bluetooth của thiết bị điện thoại. Chúng ta vào phần cài đặt Bluetooth của thiết bị điện thoại thì chúng ta sẽ thấy có 3 thiết bị ở đây và chúng ta phải bấm vô cái phần quên thiết bị này đi. Là như vậy chúng ta mới hoàn tất cái việc xóa thiết bị trên phần mềm ứng dụng cũng như điện thoại của mình. Tại sao chúng ta phải vô cái phần Bluetooth để xóa cái thiết bị này đi? Là tại vì nếu như các bạn trở lại cái mục mà chúng ta thêm thiết bị Add Device Setup, mình sẽ làm lại cái bước đầu tiên của cái phần mà kết nối thiết bị ha. Ví dụ đối với hai thiết bị ở dưới mình chưa xóa, thiết bị ở trên thì mình đã xóa cái Bluetooth đi rồi. Bây giờ mình sẽ làm lại cho các bạn xem tại sao phải xóa cái phần đó. Và khi mà các bạn kết nối lên á, ở cái mục mà bây giờ mình sẽ kết nối vô cái đầu ở phía dưới, khi mà các bạn kết nối với đầu phía dưới á thì cái phần mềm ứng dụng sẽ báo là hiện tại cái điện thoại của bạn đã kết nối với cái thiết bị này rồi, đang kết nối, còn giữ kết nối trong cái phần Bluetooth. Thì họ nó bắt buộc mình là phải đến lại cái phần Bluetooth, phần bật cài đặt Bluetooth để chúng ta quên cái thiết bị này đi thì chúng ta mới có thể kết nối lại lần nữa. Đó, ví dụ ở cái 04127 chúng ta phải quên thiết bị này đi. Sau khi quên thiết bị này đi, chúng ta trở lại vào phần mềm ứng dụng thì lúc này cái phần mềm ứng dụng nó mới có thể thêm lại cái thiết bị receiver này vào, ghép đôi lại lần nữa. Do đó cái lý do là chúng ta sau khi quên cái thiết bị receiver trên phần mềm ứng dụng, chúng ta phải vô cái mục Bluetooth của thiết điện thoại hoặc máy tính bảng. Chúng ta sẽ quên thêm một nữa cái thiết bị đó trên cái phần mục Bluetooth nữa nha các bạn. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn cách xóa thiết bị receiver trên phần mềm ứng dụng. Ở tập tới mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách check kiểm tra cái máy phát transmitter với thiết bị receiver. Cảm ơn các bạn đã đón xem.